Chào mừng các bạn quay trở lại với mục Điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 13 tháng 9. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro so màn hình not. Tablet HTC A100 ra mắt. Xiaomi 11T 5G và 11T Pro 5G lộ diện rõ nét. Trên tay đánh giá Xiaomi Mi Notebook Pro 2021. Cách sử dụng VnEdu cho học sinh và giáo viên mới nhất. Tuyển tập smartphone Xiaomi đáng mua nhất 2021 theo các tiêu chí khác nhau. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 14 tháng 9 tới đây và nhiều khả năng là dòng iPhone 2021 sẽ được trình làng trong dịp này. Mới đây thì chủ đề về màn hình not tai thỏ của hai đời iPhone đã được mang ra so sánh. Cụ thể thì tài khoản Instagram The Apple Hub nổi tiếng với việc dò dỉ và chia sẻ thông tin về sản phẩm của Apple vừa đăng một bức ảnh so sánh màn hình not tai thỏ của iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro để khảo sát xem là cộng đồng thích not như hiện tại nhỏ hơn hay là muốn Apple loại bỏ hẳn thiết kế này. Bản thân mình thì thấy việc not tai thỏ lớn hay là nhỏ hơn thì cũng nhìn như vậy, chỉ chờ rằng là Apple loại bỏ hẳn not để mang đến cho iPhone một diện mạo mới sau nhiều năm gắn bó với thiết kế này mà thôi. Bên cạnh phần màn hình thì iPhone 13 series được cho là có các phiên bản màu mới, như dò dỉ gần đây cho thấy iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max dự kiến là sẽ có hai màu, Rose Gold và Sunset Gold hoàn toàn mới. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Sau khi lộ diện trên Google Play Console vào hồi tháng 8, chiếc tablet mới có tên HTC A100 đã chính thức được cho ra mắt tại thị trường Nga. Cùng xem HTC A100 có những thông số kỹ thuật nào thú vị để cạnh tranh với các mẫu tablet đang có mặt trên thị trường bạn nhé. Cụ thể hơn về HTC A100 thì thiết bị này sở hữu màn hình IPS LCD kích thước 10.1 inch độ phân giải Full HD cộng. Đáng tiếc là tấm nền này chỉ hỗ trợ tốc độ làm tươi tiêu chuẩn ở mức 60 hạch mà thôi. Thiết bị này thì có các viền khá là dày, kích thước là như nhau ở cả bốn cạnh màn hình. Và do cạnh khá dày thế nên camera trước của HTC A100 cũng được tích hợp luôn ở cạnh viền trên. Thông số camera trước chỉ 5 megapixel, đủ để sử dụng cho các cuộc gọi video call. Phần mặt lưng của HTC A100 thì có cụm camera hình chữ nhật, được thiết kế trông khá là đẹp mắt. Bên trong chứa tổng cộng là hai camera và một đèn flash LED, đó là camera chính 13 megapixel và cảm biến độ sâu 2 megapixel. Về mặt hiệu năng thì HTC A100 được trang bị bộ vi xử lý Unisoc Tiger T618 8 lõi đi kèm với bộ nhớ RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, có khe cắm thêm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng tối đa lên đến 256GB. Về dung lượng pin của HTC A100 thì máy được trang bị viên pin 7000 mAh, thế nhưng chỉ được hỗ trợ sạc 10W mà thôi. Và HTC cũng cho biết là hãng đã cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11 cho chiếc tablet này. Xiaomi dự kiến công bố dòng smartphone hàng đầu Xiaomi 11T 5G và 11T Pro 5G vào ngày 15 tháng 9. Và trước khi ra mắt thì leaker Snoopy đã chia sẻ hình ảnh render Xiaomi 11T 5G series. Nhờ vậy thì chúng ta có thể biết trước được diện mạo của dòng máy này. Cả hai chiếc điện thoại Xiaomi 11T 5G và 11T Pro 5G đều sở hữu màn hình đục lỗ ở trung tâm phía trên. Còn mặt sau thì tích hợp 3 camera xếp dọc, trong đó cảm biến chính có độ phân giải 108MP. Theo leaker nổi tiếng Abhishek Yadav, Xiaomi 11T 5G và 11T Pro 5G đều được trang bị màn hình AMOLED với tốc độ làm tươi thích ứng là 120Hz, lần lượt sử dụng chip MediaTek Dimensity 1200 và Snapdragon 888, sạc nhanh 67W và 120W. Mặt khác thì leaker Ishan Akawa cũng đã tiết lộ rằng Xiaomi Mi Pad 5 phiên bản quốc tế và Mi 11 Lite 5G NE cũng sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt dòng Xiaomi 11T 5G. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 với giá từ 17,6 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ là một trong những mẫu laptop đáng sở hữu với nhiều ưu điểm.
Bên cạnh thiết kế sang trọng với khung nhôm bền bỉ, thì chiếc Mi Notebook Pro cấu hình nổi bật với con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 11 cùng với dung lượng RAM lên đến 16GB. Và trong thông tin ngày hôm nay thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi trên tay đánh giá chiếc laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 để xem là chiếc laptop của nhà Xiaomi còn có những điểm gì đặc biệt nhé. Về phong cách thiết kế, Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 nổi bật với vẻ ngoài tối giản nhưng không kém phần sang trọng, với tông màu xám cùng với phần thân máy, nắp lưng được hoàn thiện từ kim loại rất chắc chắn và bền bỉ. Kích thước tổng thể của chiếc laptop mới đến từ nhà Xiaomi được đánh giá là tương đối nhỏ gọn khi mà thiết bị này chỉ mỏng 17,3mm và khối lượng là 1,46kg. Nhờ vào đó mà Mi Notebook Pro 2021 trở nên cơ động hơn và cũng có thể mang đi bất kỳ đâu để làm việc một cách dễ dàng. Và mặc dù là mỏng gọn như vậy, thế nhưng Mi Notebook Pro 2021 vẫn được trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và cổng tai nghe 3.5mm. Trong khi đó thì ở cạnh phải của máy sẽ là nơi đặt một cổng sạc USB Type-C, một cổng HDMI 1.4, một cổng USB 3.2:1 Type-A và một cổng USB Type-C Thunderbolt 4. Khi mà mở ra bên trong thì chúng ta sẽ thấy được màn hình của chiếc laptop này sở hữu kích thước 14 inch và phần viền màn hình thì được làm hơi dày một chút. Ở ngay bên dưới thì sẽ là nơi đặt bàn phím cùng với thất bát của chiếc laptop này. Để mà nhận xét nhanh về bàn phím của chiếc laptop thì các phím bấm của Mi Notebook Pro 2021 được làm khá là to và khoảng cách giữa các phím cũng khá là hợp lý. Bên cạnh đó thì cảm giác gõ phím của chiếc laptop này cũng tương đối là thoải mái, hành trình phím khá sâu, phím bấm có độ đàn hồi tốt và hỗ trợ đèn nền, thế nhưng bề mặt của phím lại dễ bám dấu vân tay. Còn bàn thất bát của Mi Notebook Pro 2021 thì cũng mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và phản hồi nhanh. Chiếc Mi Notebook Pro 2021 với màn hình kích thước 14 inch sử dụng tấm nền LCD, tỷ lệ là 16:10 cùng với độ phân giải lên đến 2.5K. Và màn hình của chiếc laptop này thì được đánh giá cao về mức độ phân giải của màn hình bởi vì đây là điểm nâng cấp lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Và do là có độ phân giải cao như vậy, thế nên chắc chắn là màn hình của Mi Notebook Pro 2021 sẽ cho ra chất lượng hiển thị rất là tốt, chi tiết sắc nét và khả năng tái tạo màu sắc chân thực nhờ vào việc màn hình máy hỗ trợ gam màu sRGB 100%. Và ngoài ra thì màn hình của Mi Notebook Pro 2021 này cũng sở hữu độ sáng cao nữa. Tiếp theo là về các thông số cấu hình của chiếc laptop này. Chiếc laptop Xiaomi Mi Book Pro 2021 được trang bị chip Intel Core i5 hoặc là i7 thế hệ thứ 11. GPU là card tích hợp Intel Iris Xe Graphics, RAM là 8GB hoặc là 16GB, còn dung lượng ổ cứng sẽ là SSD 512GB. Và Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 chạy hệ điều hành Windows 10, viên pin 56Wh và có hỗ trợ sạc nhanh. Nhìn chung thì với thông số cấu hình này thì chiếc Mi Notebook Pro 2021 hoàn toàn có thể phục vụ tốt những nhu cầu sử dụng trong học tập hoặc là trong làm việc hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh đó thì dung lượng RAM lên đến 16GB cũng sẽ giúp chúng ta có thể sử dụng được nhiều ứng dụng trong cùng một lúc mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Hơn nữa thì tốc độ mở ứng dụng của chiếc laptop này cũng tương đối là nhanh chóng và hầu như là không có độ trễ. Chưa hết nữa thì với một số tựa game như là Valorant, Aspha 9 hay thậm chí là Forza 4 đều có thể được chơi tốt và mượt mà trên chiếc laptop này. Và điều này chứng tỏ rằng là Xiaomi đã tối ưu rất tốt cả phần cứng lẫn phần mềm cũng như là sức mạnh của card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Còn về thời lượng sử dụng pin thì chiếc laptop này hoàn toàn có thể được sử dụng liên tục trong vòng từ 7 cho tới 8 tiếng đồng hồ với các tác vụ cơ bản. Và nhìn chung thì chiếc laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 này được xem là một trong những chiếc laptop cực kỳ đáng mua với mức giá chỉ từ 17,6 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Một thiết kế sang trọng, gọn nhẹ, cấu hình cực ngon, viên pin dùng lâu dài và đặc biệt là màn hình có độ phân giải cao sẽ là những gì mà các bạn sẽ nhận được khi mà mua Mi Notebook Pro 2021. Và các bạn thân mến thì vừa rồi chúng ta vừa mới đi đánh giá trên tay chiếc laptop Xiaomi Notebook Pro 2021. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay nhé. Mùa tựu trường năm nay đã đặc biệt hơn khi mà học sinh buộc phải học online thông qua chủ yếu bằng ứng dụng VnEdu trên điện thoại hoặc là trên máy tính.
và vì thế sẽ có nhiều học sinh hoặc là phụ huynh vẫn chưa biết cách sử dụng trang web cũng như là ứng dụng VnEdu để phục vụ cho việc học tập. Và chính vì thế trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm VnEdu. Và các bạn thân mến, thì để có thể được hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết nhất cách sử dụng phần mềm VnEdu thì mời các bạn bấm vào phần link bên dưới nhé. Và cuối cùng, để khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tuyển tập những chiếc điện thoại smartphone Xiaomi đáng mua nhất trong năm 2021 theo từng tiêu chí khác nhau, từ giá rẻ cho đến trải nghiệm chuẩn flagship. Xiaomi đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong giới smartphone. Xiaomi đã chứng minh được khả năng của mình bằng cách tung ra thị trường những mẫu smartphone hiệu năng cao nhưng giá lại tốt. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta đến với danh sách những mẫu smartphone Xiaomi đáng mua nhất 2021 tại thế giới di động nhé. Và mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9A, một chiếc điện thoại được đánh giá là đáng tiền nhất phân khúc bình dân 2 triệu đồng. Chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9A đã chứng minh cho người dùng thấy được đây là chiếc smartphone giá rẻ nhưng lại không hề tầm thường. Em nó đã hạ gục được rất nhiều đối thủ cùng tầm giá khi mà được trang bị hàng loạt những tính năng cao cấp. Cụ thể là chiếc smartphone này sở hữu viên pin khủng lên đến 5.000 mAh, màn hình lớn và cấu hình ổn. Ấn tượng đầu tiên của Xiaomi Redmi 9A đó chính là smartphone có giá dưới 2 triệu đồng duy nhất có thể bật mức đồ họa cao nhất 60fps. Nhờ vào con chip MediaTek Helio G25 đi kèm với RAM 2GB. Tiếp theo danh sách ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9T được đánh giá là ngựa ô mới phân khúc dưới 4 triệu đồng. Chiếc điện thoại Redmi 9T là nổi trội trong phân khúc nhờ vào thiết kế trẻ trung, hiệu năng ổn định mà giá cả lại phải chăng. Chiếc smartphone này thu hút được sự chú ý nhờ vào thiết kế đẹp mắt và có nhiều phiên bản màu sắc. Redmi 9T được trang bị màn hình lớn 6.53 inch, sử dụng tấm nền IPS LCD với độ phân giải Full HD+. Và đây chắc chắn sẽ là một chiếc smartphone hỗ trợ rất tốt cho bạn trong công việc cũng như là trong giải trí. Và nối tiếp Redmi 9T sẽ là chiếc điện thoại Redmi 10, một chiếc điện thoại Xiaomi mới ra mắt. Redmi 10 trang bị màn hình Dot Display tràn viền có kích thước 6.5 inch cùng với độ phân giải Full HD+, hỗ trợ tần số quét 90Hz, đem đến trải nghiệm tối ưu từ xem phim, đọc báo và chơi game. Máy được hỗ trợ công nghệ Adaptive Sync thông minh, nhờ đó mà có thể chuyển đổi tần số quét một cách linh hoạt để phù hợp với tác vụ đang được khởi chạy, giúp tiết kiệm pin hơn. Đứng ở vị trí thứ tư sẽ là chiếc điện thoại Xiaomi Poco X3 NFC, một chiếc smartphone sở hữu màn hình 120Hz mượt mà giá lại rẻ nhất. Poco X3 NFC là chiếc smartphone đã chiếm trọn được tình yêu của nhiều bạn trẻ bởi không chỉ sở hữu thiết kế sang trọng mà hiệu năng cũng rất đáng tiền. Chiếc điện thoại này được trang bị màn hình kích thước lớn 6.67 inch chạy trên tấm nền IPS LCD với độ phân giải Full HD+, cho chất lượng hiển thị đẹp mắt. Đây là chiếc smartphone gây khá nhiều bất ngờ khi mà ở tầm giá dưới 7 triệu đồng lại được hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz rất xịn sò. Tiếp theo sẽ là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB, chiếc điện thoại 5G chơi game tốt. Xiaomi Mi Note 10 5G sở hữu cấu hình ổn so với tầm giá. Chiếc máy này được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 700 5G, mang lại khả năng và trải nghiệm 5G trên smartphone, kết hợp cùng với công nghệ tiết kiệm năng lượng 5G Ultra Safe của MediaTek nhằm tối ưu hóa cho pin. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, một chiếc smartphone tầm trung đáng mua năm 2021. Redmi Note 10 Pro hoạt động mạnh mẽ với con chip Snapdragon 732G, 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Với một cấu hình như thế này thì việc bật các đa nhiệm một cách mượt mà và chơi game ở cấu hình đồ họa cao thì mình tin chắc rằng rất dễ dàng đối với em nó. Xiaomi Mi 10T Pro 5G sở hữu cấu hình vô địch. Không phải ngẫu nhiên mà Mi 10T Pro 5G được đánh giá là smartphone vô địch trong phân khúc. Bên cạnh việc sở hữu một vẻ ngoài thời thượng thì bên trong của chiếc smartphone này cũng khá là ấn tượng. Được chào sân vào tháng 9 năm 2020, Mi 10T Pro 5G chiếm spotlight trong một thời gian dài. Em nó gây choáng khi mà sở hữu hàng loạt các tính năng mà không phải đối thủ nào trong cùng tầm giá cũng có được. Ấn tượng đầu tiên đó chính là hệ thống camera chuyên nghiệp với thông số khá ấn tượng. Máy sở hữu camera chính lên đến 108MP, cho phép người dùng zoom 30x, không khác gì một chiếc máy ảnh thu nhỏ. Hiệu năng cũng là một điểm giúp Mi 10T Pro 5G trở nên đáng giá hơn khi mà sử dụng bộ vi xử lý mạnh mẽ,
Snapdragon 865 nhân, xung nhịp tối đa 2.84GHz. Xiaomi Mi 11 5G chính là mẫu flagship đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Thật không quá khen khi mà nói rằng Mi 11 5G là mẫu flagship toàn diện khi chiếc smartphone này mang trong mình hàng loạt công nghệ tiên tiến cũng như là thiết kế ấn tượng. Mi 11 5G sở hữu hiệu năng thuộc top mạnh mẽ nhất trong những chiếc smartphone Android khi mà được trang bị con chip Snapdragon 888 kèm với 8GB RAM và bộ nhớ trong 256GB. Với Mi 11 5G thì mọi tác vụ cơ bản cho tới chơi game có đồ họa nặng đều được cân tất. Và các bạn thân mến thì vừa rồi là 8 chiếc smartphone Xiaomi được đánh giá là tốt nhất tại thế giới di động theo các tiêu chí khác nhau. Và các bạn thích chiếc điện thoại nào nhất thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Và thông tin này thì cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 13 tháng 9 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.